nhiều thì các bạn cũng hiểu được cái tâm lý của Trinh, tại vì là một cái nỗi buồn, một sự bức xúc mà Trinh đã cố gắng kềm chế trong 3 năm, không tâm sự được với ai, gia đình cũng không, tại vì mình nói ra thì gia đình mình cậy còn lo, tại vì nhà Trinh ở nước ngoài, còn với đồng nghiệp mà nhất là các cái sân khấu Trinh là các bạn diễn viên trẻ là gì, thì tự nhiên Trinh đang bị một cái mặc cảm là giống như là Trinh hứa với các bạn nhiều quá mà Trinh làm cũng được, giống như mình có cảm giác mình bị mất uy tín, rồi về kinh tế thì mình mất tiền, bản thân Trinh cảm thấy bối rối trong 3 năm nay mà. Cho nên là cái ngày đầu tiên là các anh ấy ở cái phiên tòa thì đúng là Trinh không có kềm chế được cái bức xúc của mình, giống như là mình nấu cơm mà cái nồi cái ấp nó bị tràn ra ra, có một sao cái tự nhiên mình bộc lộ cảm xúc. Nhưng mà sau đó thì qua một hai phiên tòa sau á, phiên xử sau á, thì ít nhiều thì Trinh lấy được cái bình tĩnh và lắng nghe ở bên nhà hát cũng chia sẻ những nỗi khó khăn của nhà hát để mình thông cảm với nhau hơn. Thì giống như ngày hôm nay thì có lẽ là Trinh bình tĩnh nhất trong một ngày, thì là Trinh cũng suy nghĩ rất là nhiều, Trinh muốn chia sẻ với nhà hát, tại vì đây cũng là một cái điều mà bản thân Trinh cũng đâu có biết, Trinh mất nhiều quá rồi, mà Trinh nghĩ là nhà hát thì thôi chuyện đã buồn rồi mình không có nhắc nữa, nhưng mà Trinh đứng ở Trinh thích là đứng tư cách là một đứa em, tại vì dù nói gì thì nói, dù bây giờ tòa cũng chưa có kết luận chính xác, nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì Trinh vẫn phải gọi anh Khánh Hoàng là cho nguyên giám đốc cũ là anh trai, và cái người mới là giám đốc hiện giờ là anh Kiệt, thì anh Kiệt cũng là một người anh cùng trường với Trinh, thì chắc chắn một cái điều là Trinh phải thể hiện cái sự làm em của mình, một sự trân trọng đàn anh của mình, cho nên là Trinh mong các anh hiểu cho Trinh, tại vì Trinh khả kháng thôi, không còn gì vậy để bắt phiếu nữa, cho nên mới nhờ đến pháp luật, chứ nghệ sĩ không muốn đến đây đâu. Mong các anh hiểu, mong nhà hát hiểu, và nếu như chúng ta có duyên ở một cái giai đoạn nào đó, có lẽ là giờ này Trinh đang căng thẳng, Trinh đang buồn, hoặc là giờ Trinh đang xúc động, thì Trinh chưa có thể nào quay lại nhà hát, nhưng mà biết đâu chừng một cái mối duyên nào đó chúng ta đủ duyên thì gặp lại. Trinh vẫn cũng mong như vậy, tại vì Trinh vẫn muốn xem các anh của mình như những người em, các anh ấy như một người ta đặt anh của mình, còn chuyện đúng hay sai thì Trinh nghĩ là pháp luật sẽ giải quyết.